chương trình nhạc lễ hướng dẫn và thực hành. Tiếp theo clip đèn mù, kỳ này Lâm Đoàn hết bài. Những cái clip trước Lâm có đọc ra sự sang xe cống á, chắc 10 người cũng nắm rõ hết rồi. Kỳ này Lâm Đoàn hết bài, hạn chế đọc ha, hạn chế đọc lời. Thì mình chỉ phân biệt 4 lớp quan trọng thôi, C1, C2, C3, C4. C1 ra sự, C2 nó ra cống, C3 nó ra sự trùng C1. Tới C4 ra u, tới câu phản, tới những cái câu về sau là hết bài xuân nữ. Các bạn phân biệt 4 lớp quan trọng là sẽ được hết bài. Còn mấy câu lẻ sau thì các bạn dễ học lắm ha. Rồi Lâm Đoàn hết bài. Rồi mỗi lớp Lâm ngưng một cái. C1, bây giờ tới lớp C2, nói theo chữ cộng. Thank you.
lớp C2 nó ra cống, 6 cái cống xuống cái cổng. Mỗi lớp nó về cái cổng là phân biệt hết lớp. Rồi tới lớp C3. C4. Bài mỗi một cái C đó là ngưng cái, tiểu bạn phân biệt học thuộc 4 lớp C này thì mấy câu lẽ sau rất là dễ đó. Thì vậy đó các bạn. Rồi, chúc các bạn đờn cho hay nha. Bài số ngữ nó rất là dài nhưng mà nó trùng trùng lại không.